Xem phong thủy ngày 8 tháng 12. Kính thưa quý anh chị em, hôm nay là ngày Canh Dần, có ngũ hành nạp âm là Tùng Bách Mộc. Do đó chúng ta nên mặc những trang phục màu xanh, màu đỏ và màu cam sáng để cho hợp phong thủy. Để cầu tài, chúng ta nên mặc những trang phục màu trắng. Và giờ có tài trong ngày hôm nay là giờ Thân. Xin chúc mừng những người tuổi Thân sẽ có tài lộc rất tốt trong ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 12 là ngày trực mãn, sẽ tốt cho những vấn đề về hoàn công, mãn tang, những công việc mang tính chất hoàn thành. Quảng Tòng xin kính chào quý anh chị em. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc, xin vui lòng đặt câu hỏi.